Chị nói ví dụ như 99 ngày, khi mà chị bắt đầu làm, chị biết chị đang làm cái gì. 10 ngày đầu chị không hề nói chuyện với mấy đứa đó, bởi vì cái lý do là chị biết không thể nào nói chuyện lúc mới bắt đầu được. Tại vì cái cơ thể của họ chưa có thích nghi, họ có 100 thứ đang đánh lộn trong đầu. Và cái cách duy nhất để stop em bởi cái chuyện là cái tôi em đánh lộn và nói nhiều, em phải bắt người ta hành động. Sáng vô chị bắt người ta tập thể dục liền, chị không có nói chuyện, chị không có nhây, chị không có giỡn, chị không có gì hết. Đó là cái cách gọi là rewiring, tức là em đang fix những cái dây thần kinh, hay còn gọi là dây bộ nhớ của họ, hay còn gọi là tiềm thức cũng như là cái thói quen của họ, bằng cách là tiêu diệt nó để nó không có thời gian suy nghĩ đến những cái thói quen cũ luôn. Em cần rất nhiều thời gian để train cho một người từ một cái bad habit, hay còn gọi là những cái thói quen cũ, chuyển qua thành một cái thói quen mới và tốt và sống lành mạnh và tích cực. Hãy học thêm những kiến thức này bằng cách qua kênh YouTube Nhi Lê, bấm subscribe và nhấn cái chuông. Kiến thức là miễn phí, hành động là ở bạn.